Là tỉnh công nghiệp, Bình Dương hiện có hơn 4.000 dự án đầu tư FDI với số lao động nước ngoài là hơn 27.000 người. Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, xuất nhập cảnh có ý nghĩa rất là quan trọng trong việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phục vụ thu hút đầu tư, hoạt động tại doanh nghiệp. Bình Dương hiện có hơn 61.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và trên 4.000 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh. Số lao động tại các dự án hiện nay khoảng trên 1,2 triệu lao động là công dân Việt Nam và hơn 27.000 người nước ngoài. Người nước ngoài cư trú chủ yếu trong các cơ sở lưu trú thuộc các công ty, doanh nghiệp, số còn lại là các loại hình cơ sở lưu trú khác. Thực tế trên đòi hỏi, các cơ quan quản lý phải nỗ lực hơn nữa trong quy chế phối hợp trong công tác xuất nhập cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn. Việc trao đổi thông tin giữa các sở ban ngành trong công tác quản lý người nước ngoài thì được thông suốt, rồi cái tình hình an ninh, đảm bảo an ninh chính trị và an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương được đảm bảo. Công tác quản lý người nước ngoài thì đi vào chiều sâu, có cái tính được thường xuyên liên tục, đảm bảo được cái sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Dương. Thực tế thời gian qua đã phát hiện không ít trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài nhưng vẫn làm hồ sơ bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, sau đó để người nước ngoài đến làm việc cho các công ty khác, doanh nghiệp đối tác. Tình trạng công ty không có trụ sở, không hoạt động thực tế tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, hoặc công ty, doanh nghiệp ngưng hoạt động, không hoạt động, vẫn bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh còn tiếp diễn. Nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự đã phát sinh. Thống kê 5 năm qua, ngành chức năng đã xử lý vi phạm hành chính trên 3.000 trường hợp vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh. Cấp phép lao động cho người nước ngoài nó trải qua 2 bước. Bước đầu tiên là phải xác định nhu cầu, tức là doanh nghiệp sẽ gửi cái mẫu đơn về cái nhu cầu lao động người nước ngoài cho sở. Và chúng tôi sẽ thẩm định trên cơ sở là các dữ liệu của các ngành có liên quan, như là thuế, như là bảo hiểm xã hội, cũng như là công an tỉnh. Thì trên cái cơ sở chúng tôi xác định được các doanh nghiệp này hiện nay đang tồn tại, cũng như là cái quy mô về lao động, cũng như là quy mô về sản xuất. Để trên cơ sở đó chúng tôi thẩm định đưa ra cái số lượng mà người nước ngoài cần tiếp nhận. Cái thứ hai nữa, trong quá trình thực hiện có vấn đề gì mà chưa rõ, có vấn đề gì còn nghi ngờ thì chúng tôi cũng đã trao đổi trực tiếp với công an tỉnh để đảm bảo sao có những cái thông tin chính xác trước khi xác định nhu cầu lao động cho người nước ngoài của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, cần thực hiện nghiêm quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động người nước ngoài, bởi có lúc, có nơi, công tác quản lý cư trú chưa thật sự đồng bộ, chặt chẽ, dẫn đến tình trạng kiểm tra chồng chéo, gây phiền hà cho cơ sở kinh doanh, khách lưu trú.